Sáng nay, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Quang Nam có buổi tiếp đại sứ đặc mệnh toàn quyền Armenia tại Việt Nam, Braham Zakuan, nhân chuyến thăm và làm việc tại Đà Nẵng. Tại buổi tiếp, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Quang Nam giới thiệu khái quát về tình hình kinh tế xã hội của thành phố Đà Nẵng, nhấn mạnh quan hệ giao lưu hợp tác giữa thành phố Đà Nẵng và các địa phương, đối tác Armenia vẫn chưa tương xứng với tiềm năng hai bên. Phó Chủ tịch mong muốn ngài đại sứ cùng Đại sứ quán Armenia tại Việt Nam làm cầu nối hỗ trợ Đà Nẵng kết nối và xúc tiến với các doanh nghiệp tại Armenia trên các lĩnh vực đầu tư, du lịch, thương mại, công nghệ cao. Cảm ơn trước sự đón tiếp trọng thị của lãnh đạo thành phố, Đại sứ Braham Zakuan cho biết, hiện nay các chính sách về nới lỏng các thủ tục liên quan đến thị thực đang được hai nước xúc tiến triển khai. Đại sứ quán Armenia tại Việt Nam cũng mong nhận được sự hỗ trợ từ phía Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng trong việc cung cấp các thông tin liên quan đến lĩnh vực thành phố đang quan tâm kêu gọi đầu tư, đồng thời đề xuất thiết lập quan hệ hợp tác giữa thành phố Đà Nẵng và thành phố Vanador, thành phố lớn thứ ba của Armenia.